Chào cả nhà. Thì sáng nay nấu mì ăn mặt tươi mới làm rồi. Mực này thì có mực trứng trong này đây nè. Đây, nó có trứng trong này nè. Đó. Con có con không nha, trong phải mỗi con nha. Mực này là kêu mực bọt. Mực này nè có trứng. Ngon lắm. Mực này béo. Như con có con không, nhưng mà mực này đặc biệt là trứng. Cái này để trưa trưa chút hàng ghim nước mắm tỏi ớt rồi nhiều nhiều vô cho cây cay á, để dành nhậu đồ ngon lắm. Để trưa nay hàng thử làm cái món này thử coi. Mực này là mực bọt, nó vậy nó lớn lớn nhưng nó nhỏ 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 đều vậy, có nhỏ có lớn. Đi ra mua giá này, đang lại mình ăn với giá mà giá à, lấy bắp cải vào, cải ăn cũng ngon. Ăn cái đó hả? Mì đi. Bình phải cho ăn tô lớn. Bữa nay tới bé Bình Bệnh này hàng vô chăm sóc rồi. Thường ngày thì ở trời chứ trong này có người bệnh thì nó về lo. Hôm qua người ghe vô á, lấy ít mực nè để sáng mai để mình nấu mực dưới hàng là bảo đảm nha cả nhà, tại vì mực ở dưới hàng là ở chỗ hàng là biển mà, cho nên nó vô á thôi chiều lại vô rồi, mà lúc này cũng hiếm cũng ít mực. Hôm qua hằng thấy ngon hằng mua mì nha. Cái này là một miếng với hầm, sắc ít một miếng với miếng cho cá thôi. Mực này mau chín nha cả nhà. Mình để vô là cho qua lại làm chín là mình để vừa đủ một tô thôi. Chứ mình để nhiều. Đấy. Hết một tô cái mình để thêm vô. Tô mì mực rồi bé Bình ăn cho nhiều nhiều cho nó mau hết bệnh vậy mới đủ sức nè. Tô mì mực chất lượng. Rồi sao mình làm ha, nồi một tô mì mì xong và cái nhà ăn mì mì mực, mời cả nhà ăn mì mực, mời cả nhà ăn mì mực, tô mì chất lượng mẹ một tô. Cái này là mì hảo hảo, mì chua cay á.
cho nên Hằng không có niêm thêm gia vị. Mời cả nhà ăn mì mực nha. Ăn con mực à? Con mực. Mực này nó có trứng ở bên trong. Mực chấm nước mắm. Mắm rồi. Con mực. Mời cả nhà mời. Nghe chồng không ngon mời bạn nghe tôi. Vậy nha. Ăn con mực nè. Nó chấm nước mắm. Tươi. Nấu mì ngon. Này cái nhà làm nước mắm vô cay nhỉ. Cảm ơn ngon. Mời đây. Mày không ngon mà bạn ơi nha. Tôi đây không chờ bé nó đến luôn nha. Tiếp tôi nhé tôi. Nói bản đó nữa. Ngon. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn mì. Bé Nguyên. Ăn mì ăn mì. Cả nhà cùng ăn mì với bé Nguyên nha. Nha, ăn mì. Ăn với gia đình bé Nguyên nha. Ngồi ra đâu ăn coi. Ăn đây con mực đây. Ăn mực thử coi ngon không? Ngon. Ăn mực á. Sức ra hả? Mực này màu chín. Ăn mực coi nó có ngon không? Ăn mực coi. Trong đây có trứng này. Trứng có mực đó. Ừ. Rồi. Ăn được. Thử ăn mực cũng ngon không? Này là cái cọng ấy. Trứng ở đây là nó để được trứng. Này để được trứng hả? Đang hàng cho muối vô. Này là muối, cháo muối. Vậy hồi là nó sẽ săn lại. Mực này ngon đó nhà. Nấu giấm nè. Hoặc nấu lẩu. Với nấu mì gì đâu cũng ngon. Mực này dạng như mực non. Nó non xèo. Này mình quậy nè. Lạnh lắm. Lạnh. Nhà xem nè. Đó, mực mình nó săn đây nè. Quậy chút nữa thì săn nữa. Quậy muối là săn nè. Chút nó xăng cái mình rửa lại này, mình xem. Nhìn ngon không? Đấy. Giờ nó chưa xăng đâu, mình quậy một chút nữa. Quậy vòng vòng vậy đó. Cứ quậy vòng vòng, lấy cây quậy vòng 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 vòng. Mực hàng làm xong nữa nè. Giờ mình chuẩn bị là ghim nước mắm nha. Giờ Hằng bắt nước lên, Hằng luộc sơ qua một cái. Xong rồi mình mới làm nước sốt để mình ghim nước mắm.
ăn đồ mì rồi uống ngay nước cam cái hồi đó bụng nó bệnh mau đó. Luộc cho nó xong lại thôi, gà nặng lên mình dễ chiên. Không cần luộc chín. Được rồi nè. Mặt này vậy đã được rồi. Thì mình sẽ vớt ra đây, thao nước lạnh. Cái này dầu mình bắt lên đây nè, giờ mình cho mực vô để mình chiên nha. Nếu mình cho mực lại vô để ăn dùng cho mực nó dằn nước đi. Mình cho vô xíu bột nha. Cái mực kia mình ăn sơ thôi, không có khăn gì bớt. Hãy đem đi đem lại. Nhà hết rồi người nên hẳn để rừng. Cái này là dầu của hoa của trong cái sạch đế của hạt điều. Mình sẽ lấy cái dầu này. Cái gì? Cho hành phi vô, mẹ sẽ làm mực nhím. Ừ, mẹ, chú mẹ, đầu bếp á. Đúng không? Đúng. Đúng đầu bếp, nước ăn con. Mẹ sẽ cũng mắm vô, mình đem cho mẹ luôn. Tất nước mắm. Mình xài cái dầu này thì nó cái màu nó rất là đẹp nha. Cho ít bột nhỏ, ít đường, mình nêm nha. Tại vì cái này số vị nha, mình ăn sao thì mình nêm sẽ dễ nha. Có gì? Hành, củ hành, củ hành trắng để vô. Sốt của hành loại này, chút xíu nó hành hạ để hết vô. Giờ mình làm này cho kẹo kẹo đi, chút nữa mình để mực vô. Hồi nãy mình chiên sơ rồi, để vô mình riêng cho nó ấm. Mực này hồi nãy mình chiên rồi, mình để vô đây, mình riêng lại cho nó khô cạn lại. Đây, hàng dưa mình đó, chút xíu cho nó cạn lại, từ từ cho nó thấm vô nó cạn lại thì mình sẽ cho ớt với cái này là ớt với hành nè, mà chúng nó hàng nó cho vô sau nha.
thì nó có cái màu mực riêng nước mắm để mình ăn cơm hay là uống bia. Mấy món này dễ mình riêng xong mà nó hơi mặn mặn, nó ngọt ngọt á, mới ngon. Như mấy mực này cả nhà thấy không, là mực trứng, nó có trứng trong này nè, thấy không, nó có trứng. Để hàng cho ít hành, ít ớt vô. Xong nó mực riêng mắm, mình phải cạn một xíu nữa, mình cạn luôn, nó thấm vô cái mực của mình. Khô lại luôn, xíu nữa mới ngon. Xong một chảo mực riêng nước mắm, mực nga này là mực mực bọt, nó nhanh nhỏ nhỏ, riêng nước mắm. Nó làm xong một chảo. Giờ mình đã rồi. Giờ chia mấy khúc cá. Cá ngát á. Thì giờ cá ngát này hàng bán thì nó cũng có cái hơi cái vị ngọt. Nên cả nhà chuẩn bị chiên thì cả nhà đều gỡ đi. Rồi để ráo một chút đi rồi hãy chiên nha. Mà mình chiên với cái lửa nhỏ thôi, đừng có chiên lửa lớn. Tại vì cái này á, mình chiên lửa áp quá nó sẽ bị khét. Nhưng Hằng cũng có nói trước nha. Đó, cho nên cả nhà cho lửa nhỏ thôi, từ từ. Nhưng mà con khô này rất là ngon, hơi có vị ngọt thiệt. Nhưng mà mình cái mắm me hay là mình ăn không cũng ngon. Giờ cái này là Hằng chiên cho bé Miên ăn á. Tại vì cái này thịt không mà khô này thịt không mà. Miên thích ăn cơm khô lắm. Hay là người già lớn tuổi hay là nít gì ăn cũng được chứ, tại vì nó không có mặn lắm đâu nha, nó có cái vị hơi ngọt. Không thì mình đem đi ngâm á, khô quá thì cái này về tất cả khô cái mà rửa đi, rửa mình để ráo rồi mình hãy chiên. Khô này thịt không à, dễ ăn lắm, lóc xương hết trơn. Nó màu vàng đó. Nhưng mà mình để xíu nữa, mình để lửa nhỏ này. Mình khô mình sẽ ngon. Mình khi khô quá, người ta làm á. Rồi phơi gì thì cũng hơi bụi á. Cho nên mình về mình rửa lại đi. Mình rửa sơ lại đó. Mình sẽ mặc lên. Cặp xong khi khô. Mình khô cá ngát đi. Lửa nhỏ thì nó sẽ ngon. Đây, xíu nữa hàng cho cơm đi vô đây, nhưng là đi đút cho bé Nguyên nha.